Làm gì quạo, chơi không quạo. Rồi coi kìa, coi kìa. Ruby là không kêu. À, xin chào bạn trở lại kênh của Tích Mập TV. Thì hôm nay mình đi ra ruộng bà Kinh ngoài phía cửa nhà mình các bạn. Đi hái ba cái cỏ về cho tụi nó gặm nhấm, có thể là một cách để trị đường ruột tiêu hóa rồi các bạn. Đó thì mình thấy có nhiều chú chó thấy không ổn trong người. Ê em mình thấy có những chó tự động cái nó bứt cỏ các bạn, bứt cỏ nó nhà cái lá cái nó nói rồi cỏ cái nó hết nó khỏe lại đó. Thì có thể mình sử dụng cái cỏ đó để cho tụi nó tự bài tiết cơ thể nó coi sao đó. Thì bây giờ mình khỏi cần rủ và dàn kem tự động phóng xe. Rồi đi luôn. Rồi cho đi luôn. Đi trước thôi, có gì đâu. Đứng trên xe rồi. Ở nhà giữ nhà nha. Dàn kem với cha đi công tác chút xíu về nha. Lên đường, lên đường, lên đường, lên lên. Lên xe. Rồi. Lên đường. Đặt phóng xuống đất đi nữa. Đây có mấy cọng mà cỏ gì vậy không? Ồ đây nè. Đây có cỏ nè. Cỏ này bự quá. Kiếm mấy cọng cỏ chỉ á, tiếng đàng hoàng coi làm gì nhúng 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 quà. Đi xuống. Đó. Có xanh lét luôn mà. Đây. Đây cái ruộng này các bạn. Đây cỏ không ngon người ta. Đừng ở đây. Thank you.
Vậy nè. Lên được không? Đó, ruộng đang mới xạ lại các bạn. Mất tiêu nữa rồi. Rồi. Lên xe nè. Không chịu lên xe nữa. Dây 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 dây. Rồi lên xe. Đó, để lắm. Giỏi. Đứng lên con, đứng lên. Cha có một tay sạch ẩm. Rồi ok. Đứng em. Đứng em. Đừng nhúc nhích cái chân. Về là đây mọi người ơi chạy ra chạy ra chạy ra cho nó mở cửa đó cho tôi mở cửa đó. Đi ra chạy ra để tôi chạy xe vô coi dễ gì mấy người thoát được. Rồi ok vô. Có đồ để cắn đây, có đồ để nhai đây. Có đồ để nhai đây đây. Mời quý vị ăn món mới. Salad, salad trộn dầu hào. Lúa luôn á chứ không phải cỏ thường đâu nha. Nhà đây nha đây. Trời ơi, cho tôi ăn cỏ ông nội. Dù vì nói vậy đó, cho tôi ăn cỏ ông nội, cho tôi ăn thịt đi. Thích tiếu không các bạn? Đó, mình thấy nó bươi, nó bứt mấy cọng cỏ trong chậu mình, nó ăn hoài là tụi nó ăn hoài nên quyết định hôm nay cho tụi nó ăn rồi sao tụi nó ăn kìa. Ăn ngấu nghiến luôn kìa. Tiếu không? Gần kem thì bị ho, bị khạc, bị khàn, bị là do viêm phổi. Đó, các bạn thấy ghê không? Chích với uống hàng ngày đó. Mấy đứa này món ngon không ăn, qua ráng, ráng tập trung, tụi nó ăn hết à. Tụi nó ăn cái củ luôn đó, chứ không phải ăn cái lá đâu, ăn luôn củ luôn, nhai luôn, xương luôn. Thôi xin dùng video tôi đây, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào các bạn.